Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 diễn ra vào tháng 4 đầu năm nay, thương hiệu xe Hồng Kỳ đã vén màn chiếc SUV cỡ trung HS3 thế hệ mới, một câu trả lời đầy thách thức cho Hyundai Tucson cũng như các mẫu xe nội địa khác. Mãi đến nay, vào đầu tháng 7, Hồng Kỳ mới cho phép khách hàng của mình đặt mua xe HS3 thế hệ mới, thời gian ra mắt chiếc xe SUV cỡ trung này cũng ấn định là vào giữa tháng này. Người dùng đặt chiếc xe Hồng Kỳ HS3 thế hệ mới từ bây giờ và mua xe trước ngày 17 tháng 7 năm 2023 sẽ được hưởng đặc quyền 70TH Anniversary HS3C Surprises, một gói tùy chọn có nhiều đồ chơi cho xe, và sẽ được miễn phí trong thời gian trên. Về chiếc xe hồng kỳ HS3 thế hệ mới, nó được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ, và áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, của hãng xe Trung Quốc đã mở đại lý chính hãng ở Việt Nam. Xe có chiều dài cơ sở 2.770mm rất lợi thế so với các dòng xe cùng phân khúc. Ở thiết kế, Hồng Kỳ HS3 áp dụng ngôn ngữ mới nhất, với lưới tản nhiệt hút gió phía trước hình vuông có kích thước rất phóng đại, các nan bên trong được trang trí bằng các đường mạ chrome dạng thác nước thẳng. Thiết kế đèn pha kiểu chia đôi rất bắt mắt, đèn chạy ban ngày hình chữ C nối liền với lưới tản nhiệt trung tâm. Hình dáng đuôi xe sử dụng đèn hậu kiểu xuyên suốt, có hình lá cờ đỏ đang tung bay trong gió. Tổng cộng có hai ống xả ở hai bên áp dụng thiết kế ẩn. Được biết, chiếc xe mới sẽ cung cấp các màu thân xe như đen bóng đêm quyến rũ, xám nghệ thuật, trắng anpai, xanh dujue và xanh dubai. Ngoài ra, khách chọn mua xe Hồng Kỳ HS3 sẽ có thể chọn thân xe hai màu. Nội thất Hồng Kỳ HS3 sử dụng buồng lái bao bọc cổ điển, được trang bị màn hình LCD toàn phần 12.3 in và màn hình lớn điều khiển trung tâm 12.6 in. Vô lăng đa chức năng 3 chấu thiết kế đáy phẳng, yên xe rộng và dày, hình dáng trông rất sang trọng. Tùy thuộc vào mẫu xe, chiếc xe mới cũng sẽ cung cấp chìa khóa thông minh, điều hòa không khí tự động, hành trình thích ứng ACC, đèn xung quanh 253 màu và điều chỉnh nhiều chế độ lái. Về công suất, tham khảo thông tin trên mạng, Hồng Kỳ HS3 dự kiến được trang bị 3 hệ thống chuyển động, là máy xăng 1.5T cùng hộp số 7 cấp, hệ chuyển động hybrid và cuối cùng là máy xăng 2T cùng hộp số tự động 8 cấp, công suất cực đại lần lượt là 166 mã lực, 188 mã lực, 248 mã lực. Theo nhiều thông tin, để tăng lợi thế cạnh tranh về giá so với các đối thủ, Hồng Kỳ HS3 sẽ có giá dự kiến trong khoảng 424 đến 587 triệu. Hãng xe Hồng Kỳ đang có kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Nếu thông tin này là thật, mẫu Hồng Kỳ HS3 có thể sẽ sớm được đưa về Việt Nam, cạnh tranh với các đối thủ lớn như Hyundai Tucson, Honda CRV.